đoàn đua đã xuất hiện. Đây là đoàn dẫn đầu các cái tổ chiếc mô tô dẫn đầu đoàn đua xe đạp đây mọi người. Đã vô đến trung tâm. Và đây là gần khu vực Bến Me. Đó, đoàn dẫn đầu mô tô rất là đẹp luôn. Thương hiệu nhà tài trợ chính của giải đua. Trước đầu là những đoàn mô tô rất là đẹp. Rồi đoàn xe đạp đã đến đây rồi. Hai vận động viên đang đi trên tàu. Rồi kết thúc chặng Quảng Bình, Thành phố Huế và Ai Sẽ Bình Định. Bến Phú Vân Lâu. Đây có cái cuộc đua. Xong rồi, trước nhiều, hôm mai bữa đầu kia, bao niệm.
Ok, Turo. Turo Meeting. Thì đó là những hình ảnh trưa nay lúc như vậy là 11 giờ đoàn đua xe đạp các chặng mới vào đến Huế. Chúng ta có một vòng để biết thêm thành phố Huế ngày hôm nay. Lúc bầu trời nắng rất là gắt và có cái cuộc đua xe đạp ngang qua Huế. Và sẽ còn tiếp diễn với những cái đồ đua như qua ngày mai thì sẽ đua quanh sông Hương. Sau đó mày trao giải rồi mày đi tiếp chặng tiếp theo mới vào khu vực phía Nam. Dạ, vì cái giải này thường nó kéo dài cho đến 30 tháng 4, 1 tháng 5. Là chặng cuối cùng là vào đến Sài Gòn đó mọi người. Dạ, thì ngày nay cùng ngang qua thành phố Huế có cái cuộc đua, chúng ta cùng biết thêm ở Huế có những cái sự kiện như vậy. Hy vọng bà con mọi người biết thêm nha. Rồi, em xin chào, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Thank you.